Chào mọi người đã quay trở lại kênh nấu ăn với bếp nhà Quỳnh. Hôm nay mời mọi người cùng bếp. Độ dẻo và độ ngọt vừa phải, bắp thì giòn giòn, rất là ngon. Cảm ơn mọi người đã xem video của Quỳnh. Nếu thích thì hãy like và chia sẻ để ủng hộ Quỳnh nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.